Chào bạn, là một học sinh sinh viên, chắc hẳn bạn đã từng đứng giữa ngã ba đường, không biết ngành nghề nào phù hợp với mình, hay thậm chí là ngã 10 đường. Ở đây chắc hẳn phải lo lắng hoang mang lắm nhỉ? Nhưng đừng lo, bởi vì đã có người trong buôn nghề. Cuốn sách tập hợp những chia sẻ tâm huyết từ những anh chị có nhiều năm kinh nghiệm, những góc nhìn toàn cảnh của các lĩnh vực chuyên môn khác nhau và những lời khuyên hữu ích về các kỹ năng cần thiết bạn cần trang bị ngay từ bây giờ. Hãy đồng hành cùng người trong buôn nghề để tìm ra con đường thành công phía trước nhé!